Hãng xe hàn Hyundai cho ra mắt chiếc CUV cỡ B Creta tại Việt Nam Nhằm mang đến sự lựa chọn mới trong phân khúc Trước đối thủ mạnh Kia Celtis Cặp đôi Kona và Creta được kỳ vọng sẽ thâu tóm được nhiều thị phần hơn Tuy nhiên, đi kèm với sự tăng trưởng của Creta lại là sự thụt lùi của Kona Theo thống kê từ Thành công MOTO tháng 4 vừa qua Crater bán 1054 xe, con số ấn tượng chỉ sau chưa đầy 2 tháng ra mắt. Ở chiều ngược lại, Kona sụt giảm doanh số mạnh, chỉ giao 70 xe đến tay khách hàng, giảm đến 82% so với tháng trước. Doanh số tổng của xe hàn Hyundai trong phân khúc đã tăng lên, gần đuổi kịp kia xe tốt nhưng tỷ lệ bán mỗi xe lại đang phân hóa rõ rệt. Doanh số tháng 3 và 4 của cặp đôi CUV cỡ B nhà Hyundai đi theo hai chiều trái ngược. Creator đang tăng trưởng rõ rệt, Kona đang thụt lùi. Từ lâu tại phân khúc, kia Seltos tốt đã là cái tên không thể động đến. Người ta thường nhắc đến sự tranh đua của EcoSport và Kona trong phần còn lại bảng xếp hạng. Sau sự ra đi của Ford EcoSport, Kona đã bớt đi một đối thủ. Tuy nhiên giờ đây Kona có vẻ đang gặp khó khăn với chính mẫu xe cùng nhà, đó là Creta. Từng có thời gian Hyundai Kona làm mưa làm gió trên thị trường nhờ kiểu thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt và giá cả phải chăng. Mẫu xe này trở thành chiếc CUV cỡ B ăn khách nhất năm 2020 với doanh số 7863 xe. Sang đến năm 2021, Kona đã đánh mất ngôi vương phân khúc sau sự trỗi dậy của Kia Seltos. tốt. Bản nâng cấp giữa vòng đời của Kona đã ra mắt thế giới đầu năm 2021, nhưng bỏ ngỏ khả năng về Việt Nam. Đầu năm nay, có tin đồn Crater về nước để nhằm thay thế Kona, tuy nhiên hãng bác bỏ thông tin này. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến nhận định nếu Kona tiếp diễn tình hình bán lẹt đẻ trong thời gian tới, kết cục như Ford EcoSport không quá khó hiểu. Tại Việt Nam, Hyundai Creta có 3 phiên bản bao gồm bản tiêu chuẩn giá 620 triệu, bản đặc biệt giá 670 triệu và bản cao cấp giá 730 triệu. Cả 3 phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 1.5 lít công suất 115 mã lực và mô men xoắn 144 Nm. Về phía Kona, xe có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng NU 2 lít Atkinson, cho công suất tối đa 145 mã lực và mô men xoắn cực đại 180 Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Thứ hai là động cơ tăng áp gamma 1.6 sản sinh công suất tối đa 175 mã lực và mô men xoắn cực đại 265 Nm. Sức mạnh được chuyển tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hyundai Kona tại Việt Nam có 3 phiên bản với giá từ 636 đến 750 triệu đồng. Xe cộ X